Để thêm một thư mục con rất đơn giản thôi. Giả sử không một training mask, các bạn di chuột sang dấu ba chấm bên phải và chọn Add Subfolder. Tôi sẽ đặt tên là 01 Project Status, điều lệ của dự án. Trong thư mục này, tôi sẽ up hết tất cả các tài liệu liên quan như là PP này, LOT, NPM để các bạn tham khảo. Tiếp theo, thư mục số 02, tôi sẽ đặt tên là 2D Drawings, các bản vẽ dạng 2D. Và thư mục số 3, đó chính là Vim Models. Tất cả các thao tác liên quan đến một thư mục như là đổi tên này, di chuyển, xóa bỏ, tôi sẽ không hướng dẫn bởi vì nó kiến thức cơ bản sử dụng hệ điều hành Windows rồi.